chán cái nhà mà hai ghê. Cất gì mà cất lâu thì sợ nó cưa cưa đục đục ồn ào. Nhà bên mình bị bụi không à. Cất lẹ giùm chút nha. Tám. Trời ơi thằng. Tám ơi. Gì? Cứu con đi Tám. Cứu con? Dạ cứu con. Không bị gì mà cứu. Dạ. Gì? Dạ. Cái gì? Dạ con muốn ngủ quá Tám. Mày làm gì hơi lố. Ngủ thì cứ ngủ có nhằm nhòi đâu. Ngủ thì đi ngủ cái gì đâu. Dạ không được. Má mới gì không được. Nhưng mà con muốn ngủ Tám ơi. Quy. 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 Trời ơi mày ngủ thiệt hả Quy? Bà Tám ơi. Trời ơi bà con của bác ơi. Chuyện lòng trời rồi. Bà Tám ơi. Bà Tám ơi. Bà Tám ơi. Bà ra đây. Bà ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Một. Động trời. Động trời. Động đất. Rồi. Là bị động kinh luôn. Bà biết động là động rồi. Chuyện gì nè bà tưởng. Bình tĩnh. Trời chuyện gì cũng có từ cách từ từ giải quyết. Chuyện gì bình tĩnh đi vô quán tôi uống cái gì tôi. Bây giờ mà vô quán bà gì nữa. Nếu mà tôi vô quán bà là tôi đã chạy thẳng vô quán bà tôi la rồi. Đằng này tôi đứng ở ngoài đây là bà biết cái chuyện động trời rồi. Nói tôi nghe cái chuyện gì bà động dữ vậy? Thằng cháu tôi. Thằng Quy. Thằng Quy. Trời ơi nó trốn học. Nó trốn học thêm mà coi tức không. Trời ơi mà khủng thiệt. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bao nhiêu tiền của bao nhiêu công sức tôi dành dụm để tôi lo tôi nuôi nó ha. Mà bây giờ thầy cô dạy thêm á, về gọi điện thoại báo tôi là thằng cháu tôi trốn học rồi. Nó lúc nào nó cũng tuyên bố, nó chứng minh một cách hùng hồn. Trời ơi, cô muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết cha giang hồ như là con học thức. Đó, rồi bây giờ ấy, tiền của tôi để dành dụm nó, tôi đấu tranh với anh tôi cho đi học. Bây giờ cuối cùng mình thấy gì mà tức không? Bà tức không? Trời ơi, hết chưa bà nhảy bà hết chưa? Nãy giờ bà động kinh bà hết giờ động kinh chứ tôi cho tôi nói chuyện được chưa? Tôi tức quá mà. Nè, tôi nói cái này bà nhảy dựng nữa nè. Thằng Quy nó bị xe đụng. Hả? Thằng Quy nó bị xe đụng. À, nó bị xe. Hả? Thấy chưa? Trời! Thấy chưa? Bà nói cái gì? Thằng cháu của tôi nó bị xe đụng. Thằng nào? Hả? Thằng nào con nào mà đụng cháu tôi bà nói đi tôi xử cho bà coi. Bà đụng nó. Tôi đụng hả? Mà tôi đụng có nghĩa là bà ép nhỏ ha, bà bắt nó học hết cái này học hết cái kia, không có thời giờ ăn ngủ, không có thời giờ giải trí giải khuây gì hết. Bắt nhỏ học hoài thì sao đó, không có giờ ngủ thì nó ngủ gà ngủ gật, rồi nó đi ra đường mà nó ngủ gà ngủ gật thế nào cũng bị xe đụng à. Trước sau có diễn cảnh tôi cũng thấy cái diễn cảnh nó bị vậy đó. Trời ơi bây giờ tôi bầu bờ là tôi ép nó hả bà? Tôi tạo áp lực cho nó hả? Trời tôi đâu có biết đâu. Rồi bây giờ tôi nói bà nghe nè, bây giờ cháu tôi á nó nằm ở nhà thương nào, rồi nó bị gãy giò gãy tay gãy chân không, hay là cái tao không kêu con trễ giờ rồi Tám. Cô Giang. Bà cũng đứng yên đi. Nè, bà không biết tên tôi hả? Bà dám qua mặt tôi cuộc đời tôi ghét nhất là ai lừa gạt tôi ha. Nó, cháu tôi không bị xe đụng. Lý do gì bà nói là cháu tôi là bị xe đụng mà tôi là cái người gây cho cháu tôi bị xe đụng. Thì nãy tôi nói rồi đó, bà cứ áp lực chứ nhỏ. Áp lực quá làm sao nó học hành được, rồi làm sao nó thi cử được. Trời ơi, học cái gì thì vừa phải thôi, con nó có thời giờ nó ngủ nghỉ chứ. Cái gì tôi hỏi nó muốn gì nó còn muốn ngủ rồi nó ngủ tại chỗ luôn, nó gục luôn tại chỗ. Thì bà tưởng tượng đi. Đó, nó mà đi học cái kiểu này rồi thằng đó nó ngủ, nó chạy xe ngoài đường là nó té, hoặc nó không té thì xe cũng đụng nó. Hiểu chưa? Là do bà làm cho nó bị đụng đó, bà áp lực quá mà. Từ tại tôi nghe nó thi cử sắp tới rồi, tôi đâu có biết là cái đó là nguyên nhân là tôi làm cho nó áp lực đâu. Thi cử này nó đã bị áp lực rồi, mình đã phải động viên tinh thần nó chứ cứ có đâu mà làm cái gì. Bà đánh nó sao hai mắt đen thùi vậy? Hai mắt đen thùi là tại vì nó mất ngủ á đó. Đó, bà thấy chưa, bà thấy cháu bà vậy không, bà tội nghiệp không? Thì con phải nói cho cô biết chứ, tại sao con không nói? Thôi bây giờ như vậy nè, bây giờ ba mặt một lời nè. Bây giờ con nói đi, con thích đi học hay là con thích về nhà ngủ? Con muốn cái gì con nói thẳng đi, có cô con đây nè. Bây giờ con cứ nói thẳng đi là con thích đi học, con thích về nhà ngủ, con cứ nói thẳng đi, con sợ gì? Nói đại đi, nói thẳng đi. Dạ, con muốn ngủ. Hả? Muốn ngủ. Con muốn ngủ. Đi về ngủ. Thôi cô cháu tôi về nha. Ủa không cho nó đi học hả? Không cho nó ngủ, đi con. Trời ơi, hiểu vấn đề rồi ha.